Zero. Huyền Trâm xin thân mến kính chào quý khán giả của N10 TV. Thưa quý vị, Trâm rất là vui quay lại với quý vị trong phần tin châu Á ngày hôm nay, tức là ngày thứ ba, ngày mùng 2 tháng 3. Và một lần nữa Trâm rất cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Và sau đây Trâm mời quý vị cùng theo dõi phần tin đầu tiên châu Á. Mỹ ra cảnh báo đối với quân đội Myanmar sau cuộc biểu tình đẫm máu. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã cảnh báo chính quyền quân sự Myanmar rằng Washington sẽ có thêm hành động nếu như các lực lượng an ninh Myanmar tiếp tục gây thương vong cho những người không có vũ trang tấn công vào nhà báo cũng như là các nhà hoạt động. Theo Reuters cho biết, nếu quân đội Myanmar tiếp tục con đường này, nếu quân đội Myanmar từ chối khôi phục chính quyền được bầu là một cách dân chủ và không kết thúc hành động bạo lực này đối với những người biểu tình ôn hòa, thì sẽ có thêm các biện pháp từ Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ là Ned Price cảnh báo tại cuộc họp báo ở Washington DC. Cảnh báo trên đã được đưa ra sau khi văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã khẳng định có ít nhất là 18 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong cuộc biểu tình ngày 28 tháng 2, nhằm phản đối quân đội của Myanmar lên nắm quyền từ cuộc chính biến ngày 1 tháng 2. Dù vậy, nhiều người biểu tình ở Myanmar vẫn tiếp tục xuống đường trong ngày 1 tháng 3. Cũng trong ngày 28 tháng 2, thì một quan chức của Tòa Bạch Ốc cho hay là Mỹ đang chuẩn bị thêm các biện pháp cấm vận đối với những người chịu trách nhiệm cho đợt bùng phát bạo lực mới nhất. Trước đó, vào ngày 22 tháng 2, Bộ Tài chính của Mỹ đã áp đặt lên cấm vận nhắm vào hai vị tướng của Myanmar và cảnh báo quân đội thì phải đảo ngược hành động của họ và khẩn cấp khôi phục chính quyền dân cử ở Myanmar. Nếu không, thì Bộ Tài chính sẽ lập tức có thêm hành động. Ngoài ra, thì đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Linda Thomas Greenfield vào ngày 1 tháng 3 cho hay, bà hy vọng sẽ tận dụng việc Mỹ sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc luân phiên trong tháng 3 để thúc đẩy các cuộc thảo luận về tình hình ở Myanmar. Vẫn tin tại Á Châu, tân đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo về Bắc Hàn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phi hạt nhân hóa và ngoại giao. Tân đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo thế giới rằng Bắc Hàn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Theo NK News, cảnh báo trên là được bà Linda Thomas Greenfield đưa ra vào ngày 1 tháng 3, định rõ quan điểm của nữ quan chức này về vấn đề Triều Tiên trên cương vị mới. Bà cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng Bắc Hàn phải cấu thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của chúng ta. Và với toàn cầu thì bà nói, và vì thế chúng ta có lợi ích sống còn trong việc ngăn Bắc Hàn tiến tới mục tiêu đó và cũng là đảm bảo vệ chống lại những hành động tiêu cực, khiêu khích hoặc là sử dụng vũ lực của Triều Tiên. Bà Thomas Greenfield sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tức là UNSC, trong 30 ngày sắp tới. Theo hệ thống luân phiên chọn đại diện của mỗi nước khác nhau làm chủ tịch hội đồng mỗi tháng, nhìn chung thì UNSC đã chịu trách nhiệm soạn thảo và thực hiện về các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên nhằm giải quyết về vấn đề hạt nhân của quốc gia châu Á này. Mới đây thì bà Thomas Greenfield tuyên bố Tổng thống Joe Biden có thể hồi sinh các cuộc đàm phán hạt nhân vốn đang bị trì trệ bằng cách là tham gia vào ngoại giao có nguyên tắc phối hợp với các đồng minh của Mỹ. Trên tất cả thì chúng tôi quan tâm đến việc đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giữ an toàn cho người dân Mỹ và các đồng minh của chúng tôi, nữ đại sứ nhấn mạnh như trên. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy một Bắc Hàn phi hạt nhân hóa. Bắc Hàn chưa phản ứng trước những lời nói của đại sứ Mỹ. Cũng cùng ngày 1 tháng 3 thì Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn đã cảnh báo phương Tây tốt nhất là đừng bày trò hề nhân quyền. Thưa quý vị, quân đội Trung Cộng đang tăng cường khả năng chống đỡ tấn công hạt nhân, thông tin từ militarytime.com. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, dẫn lời của một chuyên gia Mỹ cho rằng Bắc Kinh dường như là đang tăng cường khả năng phóng tên lửa hạt nhân đời mới từ các hầm ngầm, cho phép cải thiện khả năng phản ứng kịp thời với bất kỳ một cuộc tấn công hạt nhân nào. Theo ông Hans Christensen, một nhà phân tích thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ,
chuyên theo dõi về năng lực hạt nhân của Mỹ, Nga và Trung Quốc cho biết là các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy dường như là Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng 11 hầm ngầm từ cuối năm 2020 tại một bãi thử tên lửa rộng lớn gần Chilantai, miền Trung Bắc của Trung Quốc. Trước đó, thì Bắc Kinh đã cho xây 5 hầm ngầm tại khu vực đó. 16 hầm ngầm cho ông Christensen xác định sẽ bổ sung cho hệ thống 18-20 hầm mà Trung Quốc hiện nay thì đang sử dụng cho tên lửa liên lục địa, tức là ICBM đời cũ DF-5. Tuy nhiên, thì trên trang blog của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, ông Christensen cũng nêu rõ, ngay cả khi Trung Quốc có tăng gấp đôi hoặc là gấp ba số lượng ICBM, thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ so với lượng của Mỹ và Nga hiện nay đang nắm giữ. Không quân của Hoa Kỳ vượt xa các đối thủ với 450 kho chứa, trong đó có hơn là 400 hầm ngầm. Nga có khoảng 130 hầm đang hoạt động. Và cũng theo ông Christensen, những hầm chứa mới được phát hiện có rất có thể là dùng để cất giấu ICBM DF-41. Thế hệ tên lửa liên lục địa mới của Trung Quốc có thể bắn đến vùng Alaska và phần lớn thì lục địa Mỹ và được chế tạo bằng nghiên nhiễu rắn, cho phép người điều khiển chuẩn bị nhanh hơn để phóng tên lửa so với DF-5. Hiện nay thì Ngũ Giác Đài từ chối bình luận về những phân tích của chuyên gia Christensen, nhưng trong một báo cáo thường niên được công bố hồi mùa hè năm 2020 về các diễn biến quân sự của Trung Quốc, thì Bộ Quốc phòng của Mỹ đã từng khẳng định rằng chính sách hạt nhân của Trung Quốc là ưu tiên duy trì một lực lượng hạt nhân có thể sống sót được sau một cuộc tấn công đầu tiên và có đủ sức mạnh để đáp trả, để gây ra thiệt hại đáng kể cho kẻ thù. Một quốc phòng của Mỹ báo cáo về các hành động khiêu khích của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ là Lloyd Austin giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm về Trung Quốc có 4 tháng để ra báo cáo về những hành động khiêu khích của Trung Quốc, để có thể vạch ra những hành động cụ thể nhằm thích ứng, đối phó với các thách thức từ Trung Quốc. Trang mạng thông tin DefenseWorld.net cho biết, tham gia vào cuộc họp ngày hôm qua thì có các đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Liên quân, các lực lượng quân sự, Ban chỉ huy tác chiến và cơ quan tình báo của Mỹ. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam thêm 4 người nước ngoài đã bị tố cáo bị quấy rối tình dục ở Hồ Tây, Hà Nội. Thông tin về quấy rối tình dục và sàm sỡ người nước ngoài ở Việt Nam ngày càng nhiều trường hợp được ghi nhận. Vào ngày 2 tháng 3, theo báo chí trong nước, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã có người nước ngoài đến tố cáo trường hợp là họ đi trên đường bị quấy rối tình dục và sàm sỡ. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã nhận được trình báo của 4 phụ nữ về việc bị quấy rối tình dục. Ít ngày trước thì một số phụ nữ là người nước ngoài đã chia sẻ trên mạng xã hội về việc họ đã bị sàm sỡ, quấy rối tình dục khi di chuyển ở khu vực Hồ Tây. Tôi gặp nhóm thanh niên 2 lần. Lần đầu, họ vỗ mông khi tôi đi bộ. Lần thứ 2, một thanh niên đã bám theo bằng xe máy, sờ ngực tôi rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Casey mang quốc tịch Ireland cho biết, họ đi trên xe 5 máy xe, những người đầu thì vỗ mông rồi tăng ga bỏ chạy. Hai người cuối thì sờ ngực rồi dùng dây thắt lưng da quật vào tay và người của tôi. Chị AE là quốc tịch Ireland chia sẻ. Trước đó thì Đại sứ quán Anh đã đăng cảnh báo về số vụ tấn công hiếp dâm người nước ngoài tăng ở Hà Nội. Lời cảnh báo đã được Đại sứ quán Anh đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào ngày 17 tháng 2, cho biết là họ đã nhận thấy gần đây có sự gia tăng mạnh về số lượng mà các trình báo về các vụ tấn công, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay là tấn công tình dục đã xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội. Có một số trình báo cáo về việc mà phụ nữ nước ngoài là nạn nhân của hành vi quấy rối hoặc là tấn công tình dục, bao gồm cả sờ soạng hay là nắn bóp sổ sàng, theo một đoạn trong lời cảnh báo của Đại sứ quán Anh. Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận bất cứ trình báo nào về các vụ hiếp dâm cũng như là hoặc tấn công tình dục, cũng như là xử lý chúng một cách đáng tin cậy. Công dân của Anh Quốc có thể gọi điện để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm. Đại sứ quán của Anh Quốc đã đưa ra lời trấn an, kèm theo số điện thoại liên lạc. Hồi cuối tháng 9 năm 2020, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Mỹ
và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn đã ra lời cảnh báo dành cho công dân của Hoa Kỳ về khả năng mà họ có thể bị tấn công tình dục khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách không chính thống ở Việt Nam. Phái bộ của Mỹ nói rằng họ đã nhận được thông báo về các cá nhân đã bị tấn công tình dục bởi những tài xế xe hoặc là taxi hoặc là xe máy không có biểu hiệu. Nhưng cũng nói thêm rằng ở thời điểm đó, chuyện này không phổ biến. Và thưa quý vị, cũng tại Việt Nam, Việt Nam lên lịch chích ngừa vaccine coronavirus. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã loan tin dẫn phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chính phủ thường kỳ thứ hai. Theo đó, thì việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 phải được triển khai rộng rãi hơn và tiêm tối đa cho người dân ở trong nước. Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 2 tháng 3 chỉ thị về Bộ Y tế là phải tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay và trong tuần này. Cho đến thời điểm hiện nay, thì Bộ Y tế của Việt Nam dự kiến sẽ mua được 91 triệu liều vaccine ngừa coronavirus. Số này không tính đến là 60 triệu liều đang đàm phán mua của Nga. Như vậy, theo tính toán thì Việt Nam sẽ có khoảng 150 triệu liều vaccine ngừa coronavirus để tiêm cho 75 triệu người trong nước. Người đứng đầu chính phủ Hà Nội cho biết trong tháng 2 vừa qua, danh sách nhập vaccine ngừa coronavirus đã được chốt và đến lúc này thì lô vaccine đầu tiên đã được nhập về Việt Nam vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên thì theo ông Nguyễn Xuân Phúc, ngoài việc tiêm vaccine ngừa, người dân còn phải thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế Việt Nam, tức là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Thưa quý vị, vừa rồi là những phần tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Huyền Trâm xin cảm ơn sự theo dõi vừa rồi của tất cả các quý vị. Và Trâm không quên cảm ơn đến công ty Teletron đã tài trợ cho những chương trình tin tức của N10 TV. Và Huyền Trâm xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho N10 TV trong thời gian vừa qua. Và xin quý vị cũng ủng hộ cho tất cả anh em chúng tôi trong thời gian sắp tới. Và xin chúc cho quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.